gốc gác ở Khe Sanh, Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5
băng ma. Cha mẹ tôi là cố mục sư Vô Lại đến đó để rao giảng tin lành cho người ru thành lập được một chi hội. Và họ mới làm lễ kỷ niệm 85 năm tin lành truyền đến Quảng Trị đặc biệt cho dân tộc ru. Và tôi được mang thai tại đó và sanh tại quốc gia Campuchia. Nên tôi có cái tinh thần thương mến những người ru, dầu ít người, ít học, ít tiền bạc, ít phương tiện, nhưng cũng có một đôi người nghe tôi kêu gọi và vận động họ dân mình đi học với Chúa. Có cả ba thầy truyền đạo tốt nghiệp cử nhân thật học, chọn cả Chúa đó là Tạp Kê Sơn. Có xây dựng một cái nhà thờ chứa khoảng chừng 400 người nhóm 10 năm trước, cảm tạ Chúa cho người ru, người Kinh ở tại Khe Sơn. Nhưng mùa hè đỏ lửa năm 1972 vào cuối tháng 4, thì xe tăng thiết giáp đại pháo binh xa lính kỵ từ miền Bắc chạy vào qua thẳng cái cầu Tiền Lương sông Bến Hải để chạy đến ngã ba Đông Hà, Huế và Khe Sơn. Một trận ác chiến diễn ra giữa hai quân đội đôi bên, vô số người chết nằm trên đại lộ kinh hoàng ngã ba Đông Hà, Khe Sơn, Huế. Và dân tộc ru ở Khe Sơn phải chạy loạn đến định cư tạm ở tại Đắk Lắk, ở huyện Krông Đắk, xã Ehel. Trong số người đó có trên dưới 70 người tín đồ ru chạy tạng, và họ quay quần bên ông mục sư Mander có một cái nhà để nhóm tạm ở tại làng Ehel, huyện Krông Đắk, tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ cái nhà đó đã hư mục, không gian không có được, nhà gỗ mà phải phá bỏ và xây dựng nhà hàng thôi. Và tổng lưu hội đã chấp thuận, ủy ban dân tỉnh chấp thuận, sở xây dựng đã phê duyệt, và lễ khởi công được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 vừa qua do mục sư hội trưởng Thái Quốc Trường đến chủ trì cùng với mục sư Quỳnh Cường, ủy viên tổng lưu hội tỉnh Đắk Lắk, và lễ khởi công đã diễn ra. Kinh phí để xây dựng được cái nhà thờ theo bản chiếc tính tiền trên 2 tỷ. Người dân tộc ru làm gì đó để mà có số đó xây dựng. Nên tôi đã photo cái thư ngõ có sự chứng nhận của ban đại diện, chứng nhận của viên mục vụ, chứng nhận của mục sư hội trưởng đương nhiệm, mục sư Đại Phước Trường, và gửi đến 16 vị quản nhiệm hoặc đặt các điểm nhóm. Xin quý vị vui lòng đọc cho hội thánh những nhóm mình nghe, kêu gọi và nghiên cứu, có thể giúp đỡ gì được thì tổng hợp lại gửi cho một sự kiếm để chuyển về tổng lưu hội. Số lớn thì tổng lưu hội sẽ mời đại diện từ Đắk Lắk xuống đây nhận. Đây là ngày thờ thứ hai và chắc chắn là nhà thờ cuối cùng trước ngày Chúa Giêsu tái lâm cho dân tộc ru. Ít người, ít tiền, ít học nên chết người dẫn mình hầu của Chúa. Cho nên chúng ta thương dùng, giúp đỡ, đưa tay ra để mà chia sẻ cùng người dân tộc anh em nhỏ bé là ru, cũng như là sắp tới. Thơ đó đã có trong tay các đại thơ của Chúa hết rồi. Các đại thơ của Chúa xin về họp ban chấp sự, ban điều nguyện điều hành để trong cờ tôi đang cần nước. Tôi bị cảm xúc tuần lễ qua, chiều ngày qua ngày kia vậy đó, mới xong một đòi xong thì thấy khá, bữa nay đi đây nhưng mà
vẫn chưa khỏe hẳn để nói được cách tự do đó, anh em ráng chịu khó lắng nghe. Bây giờ điều thứ hai tôi muốn nói, tôi có một quyển sách trong tay tựa là Lược khảo các biến cố tận thế. Thưa anh em, ngày nay người ta đang xây dựng thiên đàng ở trần gian, và mình viết sách, đọc sách tựa đề Lựa khảo các biến cố tận thế, nó hơi nghịch lý, nhưng mà đây là sự thật 100% từ thánh kinh.